Ờ, đó chúng em có. Trời ơi, ngồi từ 9 từ sáng tới giờ mới được cái tóc. Lai tim. Lai tim hả? Dạ. Cái xíu. Hello. Hello quý già. Giá quỳ. Bóng ít không chị? Ok. Ờ, em đi nói táo ngồi từ 9 giờ sáng tới giờ mới xong nè. Hello bà gì? Khỏe không bà gì? Hello bà lớn.
luôn. Dắt theo, dắt bà theo cho bà Hải đó.
Trời 5 giờ gần 4 rưỡi. 2 giờ nó đúng 5 giờ. Ờ, thì rất là nhiều quá. Chứ gặp người khác là đã dài về lâu rồi. Em hiểu số phận. Ờ, tôi nói tóc. Bữa nào bà có nói tóc bà qua tiệm đây nè, nó ok lắm. 174 Nguyễn Biểu. Bữa nào nói tóc qua đây nè. Sao vậy bà? Cười vậy được chưa? Được, nói được hết á. Tôi ngủ một giấc thật là dài. Bà có muốn ngủ tôi lâu không? Và tối đêm nay chịu không? Đáng nào em? Cái gì hả? Đúng rồi, Hiếu đây, Hiếu đây.
đi làm tóc, đi nói tóc nè. Đẹp không? Đi nói tóc với nhận tóc. Dạ không. Lâu lâu phải thôi cho Thanh thay đổi chứ mày. Tại để tóc ngắn rồi hả? Chị. Ờ, cho em mượn.